Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đã nấm những ngang than khóc như một đứa trẻ. Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình sánh bước bên này. Vì sao về lại đang tâm được dễ tim anh làm hỏng. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Thanh Tâm Audio, chuyên kênh giới thiệu tới các bác những bộ sản phẩm dàn âm thanh đến từ thị trường Nhật cũng như những chiếc đầu giải mã. Ngày hôm nay thì bên em mới về một lô hàng loa vi tính dành cho các bác nào có nhu cầu nghe nhạc ở bàn làm việc, bàn vi tính, hoặc thậm chí các bác cũng có thể nghe ở trong phòng khách chung cư hoặc phòng ngủ, cái đấy tùy cái nhu cầu của mọi người. Và cái lô sản phẩm loa vi tính ngày hôm nay về hàng của em đến từ thương hiệu Bose và với cái tên mã là Bose Companion 2. Đây là cái phiên bản nâng cấp của bản Companion 1 với cái màu sắc đã thay đổi sang màu xám rồi. Và trên cái phiên bản Companion 5 cũng như 50 bây giờ đã sử dụng cái màu sắc này để làm cái màu sắc chủ đạo của cái dòng loa vi tính đến từ Bose. Ok. Ngày hôm nay thì em về hàng được 5 bộ. 5 bộ này thì hình thức đánh giá chung chung thì đều khoảng từ 90 đến khoảng 95%. Và đã đầy đủ control tăng giảm âm lượng. Và em sẽ tổng hợp luôn ở trong video clip này, cái video này để giới thiệu tới các bác 5 bộ sản phẩm mới về hàng đây để các bác có thể nắm rõ được. Và khi các bác mua một bộ Bose Companion 5 Series 2 với mức giá là 6 triệu một bộ, các bác nào mua từ 2 bộ trở lên thì sẽ có mức giá là 5,5 triệu. Còn bác nào lấy luôn 3 bộ thì mức giá sẽ là 5 triệu các bác nhé. Đây là em có rất là nhiều thì em sẽ muốn bán nhanh luôn. Đặc biệt là đối với các bác nào làm đại lý hoặc là về bán lẻ thì có thể tham khảo luôn cái số lượng đang có ngày hôm nay. Về cái tính năng thì em cũng đã test đầy đủ hết rồi, chuẩn chỉ từ A đến Z, không lỗi lầm gì cả. Bose này là Bose của thương hiệu loa của Mỹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu cái hình thức của hệ thống Bose Companion 3 Series 3 ở Series 2 đây.
Đây, như mọi người có thể thấy thì mỗi một bộ Bose vi tính thì nó sẽ bao gồm một cục trầm, một cục súp và một hai cái loa tay. Một cục súp và hai cái loa tay. Và cái loa tay được thiết kế rất là nhỏ gọn và xinh. Và cái loa tay này này, họ sẽ làm cho chúng ta theo cái hướng mà cái khi mà chúng ta đặt vào mặt phẳng thì cái đường tiếng của loa nó sẽ phát hướng lên trên, nó phát hướng lên trên vào cái tai nghe của chúng ta. Đấy, người ta làm rất là thông minh về cái loa vi tính này. Và cái một cái loa tay như này nó có cái kích thước rất là nhỏ gọn thôi, được làm bằng nguyên liệu bằng nhựa, nhưng mà được sử dụng cái màu sơn giống cái dạng thép rất là chắc chắn, đầm tay. Và phía trong một con Bose vệ tinh như này thì sẽ có một củ loa toàn giải. Ok. Và ấy căng này ấy căng liền với cái ấy căng bằng thép, chúng ta không tháo ra được. Chân đế rất là đẹp. Hiện tại thì em đang sử dụng bộ này để cho cái bàn vi tính của em đang nghe cái bộ này đây. Và cái mức giá sản phẩm bây giờ về hàng đã rất tốt hơn rất là nhiều rồi. 6 triệu một bộ thôi. Và một bộ bán ra thì bao gồm một trầm, hai loa tay và một cục control như này. Cục control như này là cục tăng giảm âm lượng. Các bác có thể tăng giảm âm lượng khi mà xoay cái vòng tròn control này. Đó. Và chúng ta sẽ tắt máy bằng cách bấm thẳng vào cái mặt Bose này, đó là cảm ứng. Ở trên control này chúng ta sẽ có một cái đường out ra cái đường tai nghe và một đường vào ngõ âm thanh để chúng ta cắm thêm thiết bị. Hiện tại thì em đang cắm một cái đường dây 3.5 ra 3.5 vào cái phía sau của máy chứ không cắm phía trước. Tổng quan của tất cả các bộ dàn về hàng thì rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy mặt mũi sáng bóng, không bị cấn những góc cạnh mặt trước của trầm như này. Trầm khi các bác thiết kế ở trong không gian nghe thì các bác nên để dưới đất nhé. Còn hai loa tay để trên mặt bàn. Đó. Thì trầm nó đánh ở dưới đất tạo cái cộng hưởng nó hay hơn là các bác để ngang mặt như này. Các bác để ngang trên bàn thì nó không kiểu đâu. Rồi, chúng ta sẽ quay về ở phía trên. Phía trên đây các bác có thể nhìn thấy lô hàng này về rất là đẹp. Và phía sau của mỗi một cục trầm thì nó sẽ có cái kết cấu như này đây. Đây là hệ thống dây của một bộ, em đang chỉ đấu một bộ này để cho anh em nghe thử thôi. Chúng ta sẽ có tăng giảm cái tiếng trầm ở phía sau đây, tăng giảm tiếng trầm đây. Và hai cái đường ra hai cái tiếng của hai kênh Nip và Ride. Đường tín hiệu từ điện thoại này, đường cắm cái cáp xoay tăng giảm âm lượng và nguồn. Nguồn thì bọn này xuất Nhật hết, vì thế là nguồn điện là 100V hết các bác nhá. Cắm nhầm 220 là tèo luôn ạ. Đây là phía sau của từng máy một, rất là đẹp. Cục trầm này sẽ có đường kính chiều dài khoảng 35, chiều rộng là khoảng 18, chiều cao khoảng 20. Đó, đấy là đường kính của cục trầm. Cục trầm thì ở đây chúng ta sẽ có cái trầm liền ampli và cái lớp đây là cái thép tản nhiệt này, còn đây là cái nỗ để thoát hơi của trầm. Ok. Và cái bộ vòng loa vi tính này thì các bác có thể chơi được rất là nhiều thể loại nhạc. Nói chung là các bác chơi nhạc gì cũng được. Hiện tại em đang cắm từ điện thoại sang đây này. Các bác chơi nhạc EDM, Nils Cook, No Stop hoặc là các bác chơi bolero hay là nhạc trẻ cũng được. Mình muốn test một vài cái bản nhạc trẻ cho mọi người nhưng mà chỉ sợ vi phạm bản quyền họ tắt tiếng mất nên là không dám động chạm đến những cái nhạc mà chưa test bao giờ. Chỉ test những cái nhạc nó cơ bản thôi. Ok, em sẽ test cho các bác thử niên khúc, một chút niên khúc về nhạc bolero nhé. Chung là nghe trên cái bộ dàn này thì các bác nghe nhạc gì được, dụ đây là nên khúc. Chúng ta có thể nghe một bản nhạc khác đi.
các bác vừa được thưởng thức cái niên khúc Organ không lời. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe thử một đoạn bolero nha. Tiếng rất là hay, bass rất là uy lực. Đặc điểm chung của dòng loa vi tính của Bow. Thần tượng lớn nhất của Tommy đó là vị nữ giám khảo đáng kinh. Đây. Companion 3 CD 2. Ngày hôm nay thì bên em về hàng được 5 bộ với hình thức từ khoảng 90 đến 95% với mức giá là 6 triệu một bộ. Bắt nào đấy 2 bộ thì sẽ có mức giá tốt hơn là 5 triệu rưỡi, còn bắt nào đấy trên 3 bộ thì mức giá sẽ là 5 triệu một bộ. Bắt nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm 0966 050 917. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.